sự giúp đỡ của công ty New World. Chắc là đi du học thì mình sẽ phát triển được nhiều cái, ví dụ như là có nhiều cái khả năng tiềm ẩn của mình là mình chưa thấy, nhưng mà tại vì mình cũng sự bao bọc của gia đình nhiều quá. Nhưng mà nếu mà khi qua nước ngoài thì có một mình thôi thì nhiều khi nó phát triển những cái tiềm năng mà nó chưa có bộc lộ ra được thì sao. Nhưng mà giờ em chưa thấy bộc lộ, mốt cũng không biết được nó có bộc lộ hay không, nhưng mà em nghĩ nó sẽ tốt hơn. Em nghe mẹ em nói là nó không có quan trọng lý thuyết nhiều như ở Việt Nam mình. Ở Việt Nam mình học lý thuyết quá nhiều mà thực hành thì không biết bao nhiêu. Hầu như tất cả các sinh viên ở Việt Nam đi ra trường đều phải đi đào tạo lại, chứ không ai có đủ khả năng để mà tự mình mà làm, mà nó không có sự giúp đỡ của công ty nó đào tạo cho mình á. Còn bên nước ngoài thì em nghĩ là khi mà mình xa gia đình đúng không, mình đi làm thêm, mình vừa học vừa làm thì mình có nhiều cái tích lũy, nhiều kinh nghiệm. Thế nên là bên nước ngoài thì cái giáo dục của nó cũng phải tiên tiến hơn Việt Nam rất nhiều, bởi vậy người ta mới đổ xô nhau đi, chứ không ai mà nếu không có cái mặt ưu điểm nhiều hơn người ta lại đi không đi. Thì nếu mà đi Úc á, thì có nhiều bạn bè với họ hàng ở bên đó, nhưng mà nếu mà thực sự Chúa đó đặt số phận của mỗi người khác nhau, tại vì mình đi Úc mình cảm giác là nó không có duyên, cho nên là chắc nó có duyên với Canada thì sống ở đây. Thích thì cũng không biết nữa, nói chung là chưa ở đâu chưa biết được thích hay không. Mà ở Úc thì chắc sẽ dễ dàng hơn, là bây giờ mình qua Canada bắt đầu từ đầu thì nó khó khăn hơn. Nói chung là nước ngoài nước nào nó cũng văn minh như nhau, nhưng mà em chưa biết được cái ưu điểm của bên Canada như thế nào. Tại mình sống ở đâu thì mình mới biết được khuyết điểm của nó, rồi ưu điểm gì. Trên mạng thì người ta ca vậy thôi, nhưng mình đâu biết được nó thực sự như vậy hay không, chúng ta có biết được. Tại vì em học ngành hot như thầy thì chị Kim nói với em là bên Canada thì cái trường này là giống như là nó đào tạo sâu về vấn đề này nhá. Thì em chọn từ bé luôn á, từ bé là nhà em là chị em là lấy chồng mở tiệm studio áo cưới, tức là cứ bé bé cứ thấp cái nằm nó lại thích về cái mốt mở nhà hàng á. Mình biết nó trong đầu mình thôi, suy nghĩ vậy thôi. Cái thứ nhất là đi kiếm việc có thêm thu nhập, thứ hai là cải thiện cái ăn văn. Nói thật luôn là từ bé là em rất là dở ăn văn luôn, dở lắm luôn. Cái là khi mà học đại học á thì mình có nhận cho vô trường quốc tế, thì nói chung là từ một người mới cần bạn luôn á, mà học thì cũng cải thiện được ấy. Khi IELTS thì cố gắng thi ôm tháng mấy được 5.0 cũng đủ điều kiện đi. Có nhiều người á, ba mẹ làm kinh doanh tự do, đâu phải ai cũng có thể chứng minh tài chính được đâu. Thực sự ra nhà người ta đủ điều kiện cho con ta đi học, nhưng mà người ta không có giấy tờ để chứng minh điều đó, thì cái này nó là phù hợp. Em nghĩ là nói như hồi xưa ở Canada đi rất là khó đúng không? Bây giờ có cái dạng này thì nó dễ đi hơn. Thì nhiều người muốn đi du học thì người ta đạt được nguyện vọng của mình thôi. Làm bên công ty khác cơ, nhưng mà nó không có phù hợp á. Thế là khi mà bạn em rớt thì em mới gọi qua công ty New World, có cách nào mà gỡ không, cái cách nào để mà xin visa lại của Úc để mà có thể đậu được không. Thì em có gặp chị Kim, giống như kiểu một cái duyên vậy. Thì khi mà biết rớt rồi thì mình chuyển qua Canada. Công ty hướng dẫn cho là đi Canada cũng tốt, rồi đi Úc vậy á. Thì cách là gia đình mình chuyển hướng đi Canada, thế là làm